chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Nấu Ăn Express với Cathy Hà. Tuần này thì Cathy có một cái món nó cũng ngộ ngộ một tí, tại vì cũng lâu rồi mình chưa có làm vịt, nên Cathy sẽ có bún vịt xào cho quý vị và các bạn xem. Thường thường người Việt mình hay làm món vịt với bún là thường thường nói về có nước giống như là bún măng vịt, nhưng mà hôm nay Cathy trái lệ một tí, nghĩa là mình sẽ làm món khô và mình sẽ làm là xào, nên nó cũng lạ, cũng rất là hợp cho cơm ăn gia đình. Thì là mình có vịt, thịt vịt rất là tươi, mình nên làm cái món này cũng rất là nhanh. Và hôm nay thì ở ngoài chợ có thịt vịt rất là tươi, và cái thịt vịt này thường thường ở chợ Việt Nam mình nó hay bán nguyên một con. Thì Cathy có đây là cái ức của vịt đây, và cái này là cái thịt, cái chung quanh có hai cái đùi, nên thực ra cái này nó dưới một ha một tí, nghĩa là Cathy muốn xài luôn, nghĩa là không có xương trong này, chỉ có thịt, và mình để luôn da, tại da nó rất là thơm và béo nữa, nên mình sẽ xài da hôm nay. Rồi tiếp đây thì là Cathy sẽ có gia vị rất là thơm, có ngũ vị hương, cái mùi rất là thơm, và sẽ làm cho thịt vịt rất là đậm đà. Và cũng thêm đó là mình có đây là gừng, nhất định phải có gừng, tỏi, củ hành trắng. Và kế bên đây Cathy có đây là đường vàng, và đây là hai vắt bún mình sẽ luộc một hồi nữa. Và nói đến bún thì mình sẽ có rau răm, Cathy có đây rau răm, giá, tí xíu hành lá, đây một hồi nữa mình làm mỡ hành. Cathy có đây một tí xíu, đây là rượu nấu ăn cho thịt vịt nó thơm một tí. Tí xíu nước mắm, tại cái món này món Việt Nam phải có tí xíu nước mắm đang cho đậm đà, cũng như là tí xíu nước tương đây đang cho cái màu nó đỏ đỏ rất là đẹp, và một tí xíu tiêu. Thì mình sẽ cắt rau cải trước, sau thì sẽ cắt hành lá để làm tí xíu mỡ hành nè, xíu hành lá nha. Thì bún này thường thường mình có hành lá nó mới thơm và cũng làm cho nó béo béo nữa. Thường thường ở Việt Nam mình làm mỡ hành, kêu là mỡ hành chứ thực kêu là dầu hành. Rồi mình cắt nha, cắt mỏng mỏng như thế này. Rồi cắt tí. Cathy thấy là mỡ hành lúc nào cũng rất là đặc biệt, có mấy món Việt Nam của mình nó làm rất là thơm, ngon. Nên mỗi lần mà có bún hoặc là cơm nào mà Cathy phải làm extra mỡ hành, chứ hồi là thiếu. Sau đây thì làm gừng cho đỡ cay, tỏi với gừng ha. Cái gừng này đó thì là hồi nữa mình sẽ ướp tí xíu vào cái thịt vịt, nên sẽ làm nó rất là nhuyễn. Thường thường người Việt mình hay là để ướp gừng với thịt vịt, tại vì nó bán đi những cái mùi tanh đó. Sau đây thì mình sắc nhỏ ra. Mình sắc mỏng như thế này. Thường thường gừng thì mình đành sắc như thế này là dễ nhất. Tại vì nếu mình để trong máy xay thì nó không có ra nhuyễn như thế, và nó cũng có nhiều xơ đó, nên nó cũng không có thành nữa. Đó, mình sắc như thế này. Rồi đây, cắt nhỏ lại. Đó, sắp xuống nha. Xong rồi, sau đây là làm tiếp là tỏi. Mình cũng bầm nhuyễn luôn. Tỏi tươi, come on. Sắc mỏng lại, nhỏ lại nữa. Như thế này đây. Chung với gừng, để chung như thế này. Thực ra gừng thì nhiều hơn là tỏi, nhưng mà có tí xíu tỏi như thế này đây, nó sẽ làm nó đặc biệt hơn và thơm hơn nữa. Thì muốn cắt nó, tỏi nó nhỏ giống như là mấy miếng gừng đây. Đó, cứ để nó chung như thế này. Đây, mình để qua một bên như thế đây. Rồi, kế tiếp là một cái củ hành trắng nhỏ như thế này.
mình cũng xắt ra, nhưng mà mình không có xắt nhỏ lắm, thế này đây. Cái này cắt cũng dày dày. Rồi đây, cái này để đây, bên này. Ok. Mình sẽ bắt một cái nồi nhỏ nhỏ để bắt đầu mình luộc bún. Khai thì để đây, sẵn đây, nên để trước, mình save thì giờ. Rồi, cái này thì Khai thì sẽ lấy luôn đây. Đây là thịt đùi nè, sẽ cắt ra phân nửa trước cho dễ cắt, thịt rất là tươi. Và sau đây mình sẽ cắt lát lát. Mình để tí xíu da như thế này cũng rất là thơm và ngon nữa, nên mình đừng có bỏ nó. Rồi, cái này là thịt xào nên mình không có cắt quá to mà cũng không có cắt quá nhỏ. Như thế này đây, cái thì muốn miếng dài dài như nửa inch. Có khúc thì mình cắt như vậy được, có khúc thì cuối cùng nó xuống thì nó mỏng hơn. Wow. Sau đây thì Cathy cần một cái dĩa hoặc là cái tô nào nó to to đặng mình trộn đó, nên cái dĩa đen này nó không có đủ chỗ, mình để qua đây. Rồi, như thế này đây ha. Xong sau đây thì là mình bắt đầu để ướp. Trước hết thì mình để nước mắm. Và sau đây thì là thì sẽ xài nước mắm này, là mình xài nước mắm nhĩ luôn ha. Nước mắm ngon đây là 2 muỗng canh đây. Rưới lên 2 muỗng canh nước mắm. Và nước xì dầu đây 2 muỗng. Nước xì dầu đây sẽ làm cái màu nó đỏ lên. 2 muỗng xì dầu. Đây là đường nâu 1 muỗng canh. Dũng dung dung như thế này. Nếu mà mình không có đường nâu, mình thà đường trắng cũng được, nhưng mà đường nâu sẽ là ngon hơn, tại nó đi với gia vị của vịt thơm hơn. Sau đây thì mình xài 1 muỗng cà phê ngũ vị hương là 1 muỗng cà phê ha. 1 teaspoon. Rồi, như thế thì để tí xíu tiêu. Đây. Xong rồi mình sẽ để cho nó thấm một tí trước khi mình để lên lò. Cái này để khoảng chừng là 15-20 phút là vừa, không có cần quá lâu. Trong thời gian đó mình sẽ làm bún nè, rau cải này nọ, mình trở lại với lò là vừa. Thơm. Một hồi nếu một thơm nữa sẽ thơm nữa. Cái này là cái phần tỏi và gừng hồi nãy mình xắt ra đó. Mình sẽ xài khoảng chừng 1 muỗng canh để vào đây để mình ướp. Còn cái phần còn lại thì hồi nữa mình để xào. Rồi, mình cứ để đó ha. Thì xài luôn. Trộn đều. Mùi ngũ vị hương nè, mùi tỏi nè, mùi gừng nè, rất là thơm. Mình trộn đều. Nắng. Thịt vịt có thời gian mà nó hút những cái gia vị này vào. Hấp dẫn chưa? Bây giờ thì để mình check ra, Cathy nghĩ là cái nước sôi nó đã gần sôi để mình bắt đầu mà để luộc bún đi ha. Ok, đây Cathy lại coi. À, nước đã sôi đây. Thả vô. Cái bún này thì mình cũng phải coi, tại vì nếu mà mình để quá lâu thì nó sẽ nhão, không có còn ngon nữa. So, phải coi chừng một tí. Bún thì thường thường tùy theo hiệu, tùy theo cái cọng, nhiều khi cọng nhỏ thì nó nhanh hơn, nó nhuyễn. Còn cái cọng to nó dày hơn thì nó lâu hơn. Nên mình mua bún thì mình coi ở cái mà cái sử dụng á, mình thử coi là mình để bao lâu. Giờ phải đi xả cái này nha. Mình nhớ là để nước lạnh nè. Để đi. Xong rồi mình lấy này lên. Để cho nước lạnh khoảng chừng phút 2 phút đó, tại nhiều khi nó còn nóng á
mà mình không có xả đó thì nó nhão. Nó trong á. It's done. Cộng bún nè, nó bóng lên như thế này. Thường thường nước mắm ở nhà Cathy đã làm rồi đó, thì Cathy hay để trong tủ lạnh, mỗi lần cần thì lấy ra. Thì trong đó thì quý vị đã thấy là cũng rất là dễ, đó là tí xíu ớt, tương ớt, xong rồi tỏi, nước mắm, đường, nước ấm và nước mắm nhĩ rất ngon, thì mình pha như thế. Rồi, thực ra cái này là nước mắm Cathy có sẵn pha rồi, nhưng mà tại vì cho bún vịt xào hôm nay, nước mắm này đó Cathy cần thêm gừng để lấy vỏ ra, xong rồi đâm một tí, tại vì cái này là cho đi với cái vịt xào đó, nên mình muốn nó tí xíu gừng, và Cathy sẽ nêm lại làm tí xíu mặn hơn hoặc là ngọt hơn tùy theo đâm nó. Đó, đâm như thế này. Đây, mình đã làm nó nhuyễn nhuyễn, để vào nước mắm ha. Xong rồi mình quậy lên. Cathy sẽ để tí xíu nước mắm vào, để một muỗng canh nước mắm. Tại cái này đó, nước mắm ăn với cái này thì mình muốn nó mặn mặn hơn là chua ngọt. Thực ra cái này là Cathy không có muốn làm nó đặc ơi là đặc giống như là nước mắm gừng mà mình chấm với thịt. Tại vì cái này đó thực ra mình chan với bún nữa, nên mình muốn nó vừa thôi, không có quá mặn, không có quá ngọt, không quá lỏng, cũng không quá đặc. Sau đây thì Cathy sẽ làm mỡ hành trước, cũng xài luôn cái chảo này, đằng hồi nữa mình xào cái vịt. Nhưng mà làm mỡ hành trước thì đỡ phải rửa thêm một cái chảo nữa. Cathy xài đây là olive oil trộn chung với dầu ăn thường. Rồi, Cathy xài đây khoảng chừng 4 muỗng dầu. Bây giờ mình thấy là dầu đã nóng thì mình để vào là hành lá đầy. Để vào. Cái này thì là super easy. Mình xào nhanh như thế này khoảng chừng 10 giây xong rồi tắt lửa là xong. Cái thì đã tắt lửa đó. Thì lấy này ra cái tô để đây ở một bên. Xong rồi đây. Bắt đầu để lửa cao lên, xong rồi mình xào thịt vịt, xong rồi để dầu tí nữa, tí xíu dầu vào. Bây giờ mình để vào đây là gừng và tỏi đó, còn vài miếng hành lá hồi nãy, không có sao, cho vào luôn. Mình xào một tí vài giây, xong rồi mình để vào đây thì sẽ để thịt vịt vào luôn. Mà để cho một lớp nó mỏng như thế đặng cho nó chín chung một lúc. Cái này là khoảng chừng là 5 phút. Sau đây thì Cathy sẽ để 2 muỗng canh là rượu nấu ăn đây. Nó thơm. Đó, như thế. Mình xào lên. Mình nhớ cũng để lửa cao ha. Thịt vịt này khoảng chừng là 5 đến 7 phút nó vừa mới chín vừa. Tại vì mình thấy đây, cái thịt nó vẫn còn đỏ đó. Rồi, mình nhớ mình lật qua đều. Và trong thời gian đó mình đừng có để nắp, mình cứ để mở nắp như thế, đặng cho nó nước nó rút xuống và nó đậm đà hơn một tiếng nữa. Trước khi là mình để cái hành trắng vào thì Cathy sẽ nếm nhanh. Thịt nó đã chín rồi, có cần nếm gì nữa hay không? Dạ, vừa rồi, very good. Bây giờ thì là mình sẽ để vào là củ hành trắng đây. Xong rồi để trộn nhanh như thế. Xong mình tắt lửa, kể như là xong. Và củ hành này nó sẽ được chín thêm một tí nữa, tại vì thịt vịt còn rất là nóng và chảo cũng rất là nóng nữa. Bây giờ Cathy sẽ để cái này ra ngoài dĩa, xong rồi bắt đầu mình có thể làm một tô
bún vịt xào. Quý vị xem. Rồi. Sau đây là bún vịt xào của Cathy đã làm xong, quý vị đã thấy đây. Đây là món đặc biệt nhất, đó là thịt vịt đây mình xào có mùi gừng nè, tỏi, hành, ngũ vị hương rất là thơm, rau răm, tại vì rau răm ăn với vịt rất là hợp với nhau. Giá để cho nó giòn giòn, trong đây là cho nó béo béo là mỡ hành đây, nước mắm gừng pha rất là lạc lạc xong, và bún rất là ngon như thế này. Sau Cathy sẽ làm một dĩa cho quý vị xem ha. Như thế này, mình để vào đây một tí xíu bún. Và bên kế bên thì mình sẽ để vài cọng giá như thế này đây. À, mình để vài cọng giá. Cũng như là vài lá rau răm cho thơm. Oops. Xong rồi mình sẽ để một muỗng mỡ hành. Đó, như thế này đây. Màu xanh rất là đẹp. Và nó có tí xíu mỡ dầu nên nó cũng rất là bổ. Và món cuối cùng đặc biệt nhất, thơm nhất, ngon nhất, đó là vịt xào đã làm xong đây. Cathy đã để lên trên. Và mình có thể để vào tí xíu đây. Mình lấy nước vịt đây đó. Đó, mình chan lên cho tí, cho cái bún cho nó vui một tí, cho nó bóng với mỡ. Mỡ vịt thì rất là béo. Rồi, nhớ xúc xúc lên. Mình lấy những cái miếng vịt đây, vừa có thịt và vừa có tí xíu da nè. Đây, hấp dẫn chưa? Quý vị thấy đói bụng chưa? Ha, mình để tí xíu nước mắm. Đây, nước mắm gừng. Nước mắm pha có tí xíu gừng trong này cho thơm. Thì để một tí. Wow! Bún vịt xào của mình hấp dẫn ha quý vị ha. Sau đây thì mình sẽ được thưởng thức món rất là đặc biệt. Cathy sẽ để cọng bún ở dưới trước. Whoops. Đó, như thế này. Và để miếng vịt xào lên trên. Cũng như tí xíu mỡ hành đây. Tí xíu rau răm. Bây giờ mình được ăn đó. 1, 2, 3. Ngon ơi là ngon. Rất là thơm. Và béo nữa. Chắc Cathy khỏi diet. Ăn này xong đi. Xong rồi mình diet sao, không có sao. My goodness. Tại vì cái món này nó cũng rất là đặc biệt là nó khô khô. Và nó cũng mát mát. Tại có giá, có rau. Nên Cathy nghĩ là quý vị cũng sẽ rất là thích cái món này. Cathy thấy cái món này cũng rất là đặc biệt. Tại vì mình ăn vịt xào mà ăn với bún. Mà nếu mà ở nhà mình bữa đó mình không có bún đi, mình có thể ăn với cơm cũng rất là ngon nữa. Cathy mời quý vị và các bạn hãy vào email Cathy vào cathyhacooking@yahoo.com và hãy chia sẻ với Cathy những câu chuyện nấu ăn quý vị có. Chúng ta đã hết thời giờ cho hôm nay. Nên Cathy phải chúc quý vị một tuần rất vui vẻ với gia đình và bạn bè, và mong rằng quý vị sẽ làm cái món này vào cuối tuần này. Hẹn gặp kỳ sau. Bye bye.